Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là Ân đây. Và trong video ngày hôm nay, Ân sẽ mang đến cho tất cả các bạn một điều bất ngờ. Đó là một sản phẩm thương hiệu đến từ Nhật đã qua sử dụng với mức giá chỉ 1 triệu 800 đồng. Và dòng sản phẩm đấy như thế nào thì bây giờ Ân sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn cùng xem ha. Drop it. Và ngay bây giờ trên tay của Ân đó chính là Yamaha G70A với tình trạng đã qua sử dụng và ngoại hình còn rất là ok ha, không có cấn bể, không có nứt gãy gì ha. Đây, bộ khóa đó, đầu cần à, khóa trước khóa sau đó, ok ha. À, với cái đàn này thì Ân đã căn chỉnh về mặt kỹ thuật, có nghĩa là action đó, với lại các cái bộ khóa thì Ân cũng đã có tra dầu nhớt để cho nó hoạt động một cách tốt hơn, và cái khóa này nó rất là bền các bạn ạ. Đó, với cái đàn này chắc tuổi đời của nó khoảng chừng khoảng bốn chục năm nữa, hơn 40 năm rồi, nhưng mà về cái chất lượng các bộ khóa cũng như là các cái phím ở trên này, hoặc là các cái chất liệu thùng này rất là chắc chắn luôn. Bởi vậy nên là các bạn nào đang có nhu cầu học tập ở mức cơ bản á, thì các bạn có thể tham khảo cây này. Và cây này Ân sale là 1 triệu 8, bảo hành cho tất cả các bạn trong vòng 12 tháng và miễn phí vận chuyển thành phố Hồ Chí Minh, tặng kèm cho các bạn một cái bao da ha. Rồi, bây giờ thì Ân sẽ cho các bạn tham khảo qua cái âm thanh của cái đàn này. Thì cũng nói luôn là Ân đánh classic thì nó hơi dở. Đó, Ân thì chuyên về acoustic và đệm hát nhiều hơn, nên là bây giờ với cái dòng này này thì Ân sẽ đệm làm sao để cho các bạn nghe được cái âm thanh của nó, âm trầm cũng như là âm chép dây bass hoặc là những dây số 1, số 2, số 3 nhá. Rồi, ok ha. Vâng, và vừa rồi thì các bạn đã lắng nghe âm thanh của đàn classic Yamaha G70A ha. Thì cái đàn này về chất âm thì các bạn tham khảo qua thì các bạn cũng thấy đó, nó có một cái âm thanh sâu và rất là trầm ấm. Nếu mà các bạn mới tập dượt, mới với mức giá chỉ 1 triệu 8 thì các bạn có thể đầu tư một cái đàn như thế này để các bạn học tập ha. Và đến đây thì Ân xin kết thúc video. Và các bạn nào đang có nhu cầu muốn mua đàn hoặc là tham khảo về đàn thì hãy ủng hộ cho Ân, nhắn tin Zalo qua số điện thoại của Ân ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video đến giờ phút này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.